Ngày 26 tháng 6, một nguồn tin cho biết, sau hơn 15 tháng điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Các bị can này bị khởi tố điều tra các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Xử lý hành chính hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến tăng vật vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan chức năng thu giữ 319 kg ma túy tổng hợp các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn và nhiều tăng vật có liên quan. Trong vụ án này, số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 28.000 tỷ đồng. Trước đó ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tri cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Sáng ngày 14 tháng 6, hội nghị lần thứ 31 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 bước vào ngày làm việc thứ hai. Tại hội nghị này, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình thảo luận tổ trong ngày 13 tháng 6. Theo ông Hải, qua thảo luận tổ có ý kiến cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường thông tin chính thống về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án, tránh thông tin nhiều chiều để cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố ngày càng hiệu quả. Hiện Ban chỉ đạo đang theo dõi 11 vụ án, 15 vụ việc, trong đó có 6 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi chỉ đạo bên cạnh đó ban thường vụ thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền các quy định thông tin liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế được dư luận quan tâm thành phố hồ chí minh cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định của ban bí thư về định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng tiêu cực quy định của ban thường vụ thành ủy về việc mua tin xử lý thông tin phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã phối hợp các cơ quan chức năng đưa ra xét xử những vụ án được dư luận quan tâm như vụ án trương mỹ lan việc triển khai đạt hiệu quả tạo sự đồng thuận trong nhân dân Đáng chú ý, ông Hải cho biết sắp tới đây, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục đưa ra xét xử các vụ việc lớn khác như sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, vụ bốn nữ tiếp viên hàng không sách ma túy. Những vụ án này được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố có chỉ đạo thường xuyên để công tác xử lý diễn ra đúng quy định. Ngoài ra, ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện công tác tư tưởng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là xử lý cán bộ sai phạm, trong đó có cán bộ chủ chốt cấp cao. Qua đó kịp thời định hướng tư tưởng dư luận tạo thống nhất đồng thuận trong xã hội với chủ trương quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và nhà nước. Ngày 29 tháng 5, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Võ Thị Mỉ Hạnh 27 tuổi, cựu tiếp viên hàng không hãng Việt Nam Airlines. Cuối tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc, bị cáo hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo nội dung vụ án, tối ngày 9 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính tại một khách sạn tại phường Bến Thành, quận 1. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi mua bán dâm trong 4 phòng trong khách sạn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2018 đến khoảng tháng 2 năm 2022, Võ Thị mỉ Hạnh cùng một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội giới thiệu đi bán dâm với giá 20 đến 30 triệu đồng lần. Hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không đồng ý đi bán dâm nên khi có người mua dâm, Hạnh giới thiệu để hưởng lợi. Từ khoảng tháng 2 năm 2023, Hạnh môi giới cho các nữ tiếp viên đi bán dâm với giá 10 đến 50 triệu đồng. Hạnh sẽ cộng thêm tiền môi giới và làm trung gian thông báo cho người mua và bán với giá từ 3 đến 7 triệu đồng lần. Liên quan đến vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm giá nghìn đô, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố vào Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Trà Vinh, về tội môi giới mại dâm. Kết luận điều tra thể hiện, lúc 21 giờ 55 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Quận 1 và Công an Phường Bến Thành, Quận 1, kiểm tra hành chính tại tầng 6, khách sạn A25, phát hiện 4 cặp đôi đang mua, bán dâm. Cụ thể, Cảnh sát phát hiện tại phòng 602, chị N E A sinh năm 1992 đang thực hiện hành vi bán dâm tại phòng 603 chị H N Q T sinh năm 1996 đang thực hiện hành vi bán dâm ngoài ra tại phòng 611 chị N H A V sinh năm 1995 đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 605 chị L E E N sinh năm 1993 đang thực hiện hành vi bán dâm lời khai các cô gái và tin nhắn điện thoại thể hiện hạnh cựu tiếp viên hãng Việt Nam Airlines là người môi giới cho họ mua, bán dâm. Trong đó, T. A. bán dâm giá 27 triệu đồng lần, hạnh hưởng 7 triệu. K. V. bán dâm giá 15 triệu đồng lần, hạnh hưởng 5 triệu. Q. T. bán dâm giá 17 triệu đồng lần, hạnh hưởng 7 triệu. T. N. bán dâm giá 15 triệu đồng lần, hạnh hưởng 5 triệu. Trường hợp môi giới thành công, mì Hạnh sẽ hưởng lợi tổng cộng 24 triệu đồng. Tuy nhiên, Phi vụ này bị cảnh sát phanh phui nên Hạnh chưa kịp nhận được số tiền trên. Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của bị can Mỹ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, vi phạm tại khoản 2, điều 328 Bộ luật hình sự cần phải xử lý để phòng ngừa và giáo dục chung. Đối với những người tham gia mua, bán dâm, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính. Sáng ngày 26 tháng 4, công an tỉnh Phú Thọ cho biết Đêm ngày 25 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận được tin báo cháy nhà dân tại khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao. Hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của căn nhà 2 tầng kinh doanh đồ điện tử gia dụng, trong khi đó cửa cuốn không thể mở được. Cảnh sát xác định chủ hộ là ông N. T. T. Mắc kẹt trong nhà nên đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy. Sau khi vào được bên trong, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu. Đám cháy được cảnh sát dập tắt hoàn toàn sau đó, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Theo công an tỉnh Phú Thọ, sau khi được sơ cấp cứu kịp thời nạn nhân đã nhanh chóng hồi phục. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ. Trưa ngày 24 tháng 4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết trên khu vực biển Lý Sơn xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu kéo theo xà lan chở đá khiến 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Bà Hương nói, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện nên đã báo cho lực lượng chức năng hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Theo cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi lúc 4 giờ cùng ngày. Tàu kéo Long An 06695 kéo theo xà lan Long An 06883 đang từ kỳ Hà Quảng Nam đi Lý Sơn, Quảng Ngãi trên hành trình đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Vị trí chìm xà lan ở tọa độ khoảng 152.314 n 1090.230e vị trí tàu phát tín hiệu AIS cuối cùng. Ngay sau khi nhận thông tin sự cố, nhiều lực lượng đã đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng di chuyển trên biển mà cảng vụ hàng hải Quảng Nam cung cấp thì trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Hiện cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đồn biên phòng huyện Lý Sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên ngoài ra cảng vụ cũng thông báo cho trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 để hỗ trợ phương tiện tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin để đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát bản tin.